Ok. Lần 2 mình sẽ chơi chắc là từ Battlefield. Hôm trước mình chơi đến cái này rồi. Tấn công kẻ thù. Anh có một thằng có cái kiếm. Trông cái của anh giống một cái bàn cờ. Của em cũng thế. Có tượng không? Không, có hai cái tháp với cùng mấy cục đá. Với cả có một cái hình tròn, hình hai cái kiếm thành chữ X. Thế chắc là giống như thằng tượng bên anh rồi. Cục đá ấy, như kiểu phải đi bên anh là sẽ có đá này, cũng có hai cái tháp. Nói chung hai cái tháp chắn đường thôi. Và có thêm mấy cái thằng cần như kiểu con tốt ấy. Cần phải đi ăn nó. Nói chung là giống tượng tốt. Bây đi thử nhá, đi thử sang trái xem nào. Đi thử cái cục cục đá đá mà di chuyển đúng rồi. Đúng rồi, cái cục đá ấy, tức là cái thằng người cái thằng mà cần phải đi thằng tướng mà bên bên anh điều khiển. Nói chung là chỉ có em điều khiển thôi, anh không điều khiển được. Đi thẳng ra xem nào. Đi thẳng. Thẳng. Ồ, à rồi, tức là nó ăn thằng ấy rồi. Ô, đi sang phải tiếp. Rồi. Đi phải tiếp. Phải nữa. Lên. Ồ, tốt, lên tiếp. Lên á. Lên, 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 lên tiếp. Ồ, đúng rồi, tiếp tục đi sang trái. 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 Ồ, ok. Phải từ đầu rồi. Mới à? Cái gì mới à? These bricks were built to collapse. Attack the towers. Tấn công cái tháp. Attack the tower ấy. Tức là bây giờ anh phải làm cái nào đó. Bên em có cái có phải cái viên đá của em bây giờ nó có cái khiên mấy cả hai cái kiếm không? Thế đúng rồi. Tức là anh phải di chuyển hai thằng này. Của em có di chuyển được lên không? Ok, đấy. Di chuyển sang trái được không? Đi lên nữa nè. Lên. Lên. Bị chặn rồi. Bị chặn nè. Chặn bởi cục đá. Cục đá ở trên với cả bên trái. Trên với bên trái, tức là chỉ đi sang bên phải đúng không? Sang phải. Ồ, được nè, đi lên. Đi lên nữa. Đi sang trái. Ok, đi sang phải. Đi lên. Ồ, mở hai cổng attack tower xong rồi này. Their defeat is near. Cái gì? Gì đấy is here? What? Không hiểu. Nhưng mà lại là có hai cổng mở. Còn một... This is here. Yeah, thief à? Thief? Trộm á? Nó nói cái gì? Không nhớ nữa, thôi được rồi. Tức quá anh bây giờ lại... Nếu không nhầm chắc phải đi mở nốt cổng còn lại. Của em có phải có hai con ngựa trên cục đá không? Con sư tử. Con sư tử. What? Của anh hai con ngựa mà. Con sư tử mà, có phải ngựa đâu. Hai con ngựa, mỗi con bị nhiều cung tên bắn vào người này. Thôi kệ đi, cứ đi. Ngựa hết mà. Ok, thôi rồi. Biết nữa. Mà anh chắc nhìn hình to này. Có thể. À, chắc em nhìn xa nên nó thành giống kiểu cái mặt đúng không? Ừ. Đúng rồi, nhưng thực chất là hai con ngựa. Sư tử hay sao? Con ngựa anh nhìn rất rõ rồi. Bây giờ cần phải di chuyển để ăn. Chắc là để mở cổng kia, hai thằng sẽ này lao cổng thứ nào. Xem nào. Đi lên. Lên. Sang phải. Sang phải cơ mà. Đi lên. Sang trái. Không được. Sao lại không được? Chạy bên trái rồi. Chạy bên trái hay sang phải? Sang phải. Rồi, chạy bên phải rồi. Hả? Cái đi kiểu gì ta?
Thì có hai cục đá ở hai vị trí đấy, một cái bên trái, một cái bên phải. Tức là chỉ có đi lên được à? Ờ. Thì đi lên. Sang trái. Đi lên. 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 Không được. Ồ. Làm gì nhỉ? Their defeat is near. Cái gì? Nghĩa là gì? The defeat is here. Vậy thì nếu như đi vào cổng giữa không được, vậy chắc là phải đưa hai thằng này để đi vào cái cổng. Theo anh hiểu là sẽ phải đưa đi hai qua thằng... hai thằng đấy. Không, đưa thằng hai thằng này vào cái cổng to đùng. Vào hai cổng này để cho hai thằng ấy vào trong cái hai cái cổng kia. Hiểu rồi, hiểu rồi. Tìm cách đi xem nào. Đây là vị trí răng. Được rồi. Sang trái. Sang trái, đi lên. Đi lên. Sang phải. Sang phải bị chặn. À ha. Đấy, tức là phải đi lên. Sang trái, à sang phải. Sang phải rồi này. Nó nào nhỉ? Sang trái. À được rồi, sang phải. Ok, đi lên. Đi lên á? Ừ, đi lên. Đi lên nữa. Sang trái. Ok, đi lên. Sang trái. Đi lên. Đi lên. Đi lên bị chặn rồi, chỉ có lùi hoặc sang trái thôi. Thế lùi lại. Sang phải. Lùi lại. Lùi lại. Sang phải. Sang phải. Đi lên. Đi lên. À được rồi này. Tiếp tục sang trái. Đi lên. Đi lên. Ồ. Được rồi. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Wait. This was a trap. My sons. What have I done? Em qua màn mới chưa? Nó bảo checkpoint rồi còn gì? Ừ. Đợi em nhìn hả? Anh sang cái cửa mới rồi. Chắc không phải đi được cửa nào đấy chứ nhỉ? Ở bên anh nó có rất... Nói chung là ba cái hình tròn lồng vào nhau ấy. Ở đây em mở được một cửa. Đợi tí. À đây. Hình như mình phải đi mở một cái cửa. Ơ? Có quay lại được nhỉ? Hả? Có quay lại được đấy. Quay lại á? What? Từ từ đợi em một tí xem có những cửa nào mở. Con đi qua phát nó khóa luôn rồi. Bắt buộc của anh để lại. Hình như chỉ có một cửa mở thôi. Một cửa mở là sao? Cửa của em có ba cửa nhưng chỉ có một cửa vào được. Thế thì vào cửa đấy đi. Anh vào cái mới chưa? Anh vào cái mới rồi nhưng anh bị khóa trong này rồi. Ơ? Không, hả? Em vừa mở cửa cho anh à? Không, anh quay lại đi. Không anh... Em vừa thấy anh đi sao mà? Thế á? Ơ? Đâu? Đấy, em trên này. À. Về nhìn nhá, mình nhìn thấy không? Cùng giống nhau rồi, nhìn thấy hết rồi đúng không? Mấy cái vòng tròn này có cái lỗ gì ấy. Anh, em vừa mở cửa cho anh hay sao? Anh, em vừa mở cái cửa này này. Ồ, anh bật cái công tác gì lên này? Muốn để xuống. Anh vừa bật một cái công tác gì lên? Em có thấy gì thay đổi không? Anh nhìn em xem em ở đâu ấy. Em trên tầng, em có nhìn thấy thay đổi không? Anh vừa bật công tác lên rồi. Không, nhưng mà anh có nhìn thấy em không? Đâu? Anh đâu? Thấy em không? Nhìn em đi. Ừ, đây đúng không? Em đâu? Đây. Vẫn ở đấy á? Thì đúng là gì? Em vẫn ở trên cái ban công đấy á? Ừ. Ơ! Anh bị xích rồi nè. Ờ đúng rồi. À, anh bị, đi ra đi. Em phải di chuyển cho anh đi ra khỏi cái này đúng không? Đi tiếp đi. Đấy. Ơ không được rồi, bị chặn rồi. Quay lại, quay lại. Ơ mất rồi. Em làm gì á? À, anh phải đứng ở giữa. Thế nó hiện lên cái đấy.
Không sao. Nó có tiếng đồng hồ này. Ăn luôn rồi, đi đi. Sao không biết không bên kia hướng ngược lại, hướng ngược lại. Không, đi ra. Con bên ở đấy đúng rồi. Đi tiếp vào đấy. Ờ, đôi đi sang bên này không. Bên này. Đấy có cái cửa đấy. Ơ, đứng ở dấu X rồi nào. Đứng ở dấu X cơ mà. Anh có biết dấu X ở đâu đâu, anh có nhìn thấy gì đâu. Rồi, đi lại đi. Như nào? Xong. Đi thẳng. Sang bên trái của anh. Trái của anh. Rồi đi qua cửa đấy. Rồi, đứng dừng lại. Nhìn sang bên trái. Rồi đi thẳng. Nó có thời gian, cho nên làm thì phải thật nhanh. Không có chuyện nữa. Để em nghĩ sao để nói nhanh hơn ạ. Anh chỉ, em chỉ có bảo đi trái phải lên lên xuống thế là xong mà. Đi đi. Trái. Rồi. Đi thế. Tiếp. Đấy đi thẳng. Đứng ở đấy, đứng ở cái hình tròn ở kia. Đấy. Đúng rồi. Tiếp tiếp. Ờ, đi đi. Ôi vãi đi nào đấy. Chắc là phải ra những, cái, ra những cái vòng tròn này là sẽ checkpoint này. Từ từ đừng im anh, đừng im anh, nó chưa tính thời gian. Để em giải ạ. Chỉ cần chạy ra khỏi cái này nên là checkpoint. Ok, đi cái hướng vừa nãy anh chạy nhầm vào ấy. Đấy, đi thẳng đấy, cạnh một bạch luôn. Muốn hết một vòng. Đi đi đi. Rồi rồi, dễ vào, dễ vào. Rồi đi dễ ở bên này, dễ ở bên. Không, bên này, ngược lại. Đấy đấy, đúng rồi, đi vào. Ui. Em phải nói chứ. Không kịp rồi. Em phải nói trái phải thì anh mới biết được chứ. Này, đi nào. Anh tự nhớ được cái chỗ này rồi, tiếp tục. Rồi, từ từ. Cái này nhá, như vừa nãy nhá, anh dễ hướng ngược lại là xong. Bên phải của anh ấy, đúng rồi. Đúng, đúng, đúng. Ok, từ từ đợi tí. Anh nhớ được đường rồi, nhưng em phải nói nhanh em chứ. Biết rồi, nhưng mà lúc đấy, tại vì em cũng phải nói hướng bên trái, bên phải của em hay của anh ấy. Em phải nói theo hướng của anh, tại vì anh là thằng di chuyển. Từ từ em tìm đường. Chứ bên phải, bên trái của em làm sao anh biết được. Anh là người di chuyển ở trong mê cung, em hiểu không? Em biết rồi, từ từ. Ví dụ anh như này, anh đang đứng anh nhìn ra, em nhìn ra, em có nhìn ra anh nhìn hướng nào không? Có. Ừ, thì bây giờ nếu anh phải đi thì em phải bảo đi sang trái, đúng không? Em chỉ bảo lên trái. Đấy, thế là anh sẽ hiểu là đi lên. Đúng không? Chưa biết giải, đợi tí. À, ô cái này phức tạp. Ờ, cái này phức tạp vãi luôn. Đợi một tí để em lấy bút ra cho chắc. Em tìm em... cái x nào gần nhất đây. Thì biết rồi, nhưng ý là nó đi xích xác nên là em phải vẽ ra để cho nó cho em. Bây giờ anh sẽ phải đi về hướng nào? Sang phải hay đi lên? Em thử nói xem nào. Ok nhá. Anh đi thẳng vào đấy đúng không? Đi thẳng không sao có đấy? Chữ thẳng nào đâu. Hãy nói là đi lên, trái phải. Rồi đi lên này. Từ từ, xong rồi đi sang bên trái. Rồi đi xuống. Rồi lên đi trái xuống bên... Tức là đúng rồi, 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 hiểu rồi. Đây đúng rồi, 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 ok, tiếp tục. Rồi xong rồi đi thẳng đấy. Xuống rồi phải. Ở hướng bên phải, đi thẳng hướng bên phải. Rồi kịp đấy rồi rẽ sang bên bên trái. Em cứ tưởng tượng anh đang chạy đến cái điểm ấy rồi đi. Thì em nghĩ là cần phải rẽ trái, rẽ phải. Rồi rẽ trái. Rồi đi thẳng rồi rẽ trái. À không, nhầm rẽ phải. Sẽ phải. Rồi. Thế đi thẳng lên này. Gì mà dài thế? Ừ, nó xích xác ấy, đợi tí. Bây giờ nhá, em bỏ qua cái đoạn đấy nhá. Em bỏ qua cái đoạn anh sang cái mặt bên kia của anh đang đứng rồi đúng không? Rồi đây. Ờ, xong rồi, để, sau đấy sẽ là phải của anh này. Rồi đi thẳng lên rồi lại là bên phải của anh. Đi thẳng lên rồi nó sẽ thành bên. Không, à, đi lùi xuống lùi. Bây giờ xuống, em cứ nhìn anh chạy đến đâu rồi em nói là trái phải lên. Thế thôi, em phải áp dụng là anh là cái thằng đang chạy. Thì em mới nói được tiếp. Nhầm. Không, bởi vì có mấy giải không. Cách giải được hết chứ. Em biết anh phải chạy rồi, bây giờ em đóng dính sát thì em phải nhìn kỹ mấy cái tường. Ủa, thuộc cái chứ. Em nhìn từ trên xuống mà đúng không? Vẽ ra. Phải này. Trái,
đây sẽ là trái đấy. À, thử cái nhá. Ok. Rồi đi sang bên kia của anh đi. Phải. 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 Rồi. Phải. Không, trái. Rồi. Ôi không kịp rồi. Đấy, đúng rồi, anh đi như thế đấy. Đúng cái kiểu đấy đấy. Đi bên kia. Ơ, đi đâu đây? Đi sang bên kia. Từ từ ra. Đứng lại đi, đứng lại đi, em cũng chưa nhìn được. Đây đây, đúng rồi, đi sang cái này. Không, bên kia. Đấy, đứng im. Đứng, đứng im ở đấy. Đúng rồi. Rồi hãng chạy, từ nó đổi vị trí rồi. Đổi vị trí rồi. Mà sao anh nhớ cái vị trí như cũ rồi, sao anh đi lại mà. Từ đây em đang nhìn đây, đợi tí, nó đổi vị trí rồi. Tức là anh phải di chuyển từ cái chữ X này, checkpoint đến checkpoint kia đúng không? Ừ, anh cứ đứng im vị trí đấy thì nó không hết thời gian. Chắc chắn rồi. Đường này, à đâu còn đường này. Ôi vãi cứt đấy. Hình như này. Anh đoán hay là chỉ cần dừng ở những cái này thôi. Anh gì cơ? Thử nhá. Đấy đúng rồi. Sang bên, đấy đúng rồi. Tiếp, 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 tiếp. Nữa, nữa, nữa. Anh dừng đây, anh dừng đây đã. Sang bên phải. Dừng ở đây là hết. Hóa ra dừng ở đấy thì nó cũng sẽ mất. Đấy đúng rồi đấy, chỉ vị trí đấy đấy. Lại đi. Rồi, chạy đi. Đi xuống dưới, bên này, đấy, không bên kia, đúng, ơ. Em phỉnh nó bên này, bên kia cái gì, trái phải là xong mà, ơ. Đã bảo cách để diễn tả như nào rồi còn gì. Không phải, bởi vì em hiểu ý của anh nói rồi, nhưng mà bởi vì lúc anh quay mặt sang bên này, lúc anh quay mặt sang anh không quay mặt, em phải áp dụng anh là cái thằng người đang chạy ấy. Thì em hiểu rồi, nhưng mà... Tiếp tục. Ơ, đứng lại đi, có thấy gì đâu. Em có nhìn thấy anh không? Có rồi, đi, đi từ từ thôi thì em mới quay được trái phải, trái. Trái, đi thẳng. Đứng lại. Rồi. Nó đổi vị trí rồi đợi tí. Ok, hiểu rồi. Trái. Ok, đi đi. Luôn một mạch vòng tròn, dừng lại ở chỗ kia đấy nhở. Rồi sang bên đấy, đi sang bên này tiếp, đúng rồi, đi đến cuối. Ok, dừng. Đây là cái hình vừa nãy mà. Ồ, đây là cái hình vừa nãy đấy. Thế anh sẽ đi đến đoạn kia xong rồi em sẽ nói đi tiếp là thế nào thôi. Rồi đi đi. Phải. Phải. Ơ, đi lên. Đúng rồi, nữa. Trái. Đúng, ui, chuẩn bị đến đấy rồi, không kịp. Đúng ở vị trí đấy, nhưng mà sao lại bị chậm nhở. Không, bên kia. Lại, đúng rồi, dừng lại nhở. In rồi, sang bên trái đấy, trái tiếp rồi, dừng, ở đấy. Ở cái cục đấy, đúng rồi. Ôi, cái này lại không khác hay sao nhỉ. Đúng nhỉ? Còn cái này đã tính khác rồi đấy. Ờ, đi đến đây sẽ sang bên đây phải. Đi tiếp. Phải. Rồi đi tiếp một vòng. Rồi sẽ sang phải luôn. Rồi đi xuống dưới. Ơ, nữa. Rồi xuống. Đây, đứng. Từ từ nó đổi chỗ rồi đấy tí. Ô vãi, nhầm rồi. Đây như nào? Đây này, vào đây. Ôi ra đây, ôi anh phải chạy nhanh lắm ấy. Nào. Thế nên em bảo là bây giờ phải đọc mà anh phải biết được luôn ý. Nói không? Đi. Anh chạy này. Phải. Đi vào. Tiếp. Đi tiếp bên kia. Không, đừng đi vào giữa. Sao anh cứ đi vào giữa thế? Đi ra ngoài. Anh đến chỗ nào thì em phải nói là trái phải bên ngoài chứ, em cứ để anh chạy xong rồi em nói. Đứng trên một chỗ thì em vẫn phải trái, không em nói không kịp còn gì. Em nhìn anh chạy là em sẽ biết là anh cần đi như nào nữa mà. Sao cần phải nói nhở? Sao cần phải vẽ nhở? Ơ, làm việc kiểu gì đây? Đúng không? Em nghĩ đi. Anh là em thì anh cũng sẽ nhận. Thôi đi. Đi vòng sang cái trái. Trái. Ra đến đây này, trái, tiếp tục. Đấy, rồi dừng.
xuống. Đến chỗ này thì nhớ rồi. Đi hết một vòng. Tiếp tục. Cái. Phải xin lỗi. Đấy, đi thẳng lại đi. Em cứ nhầm nào, anh chả hiểu em đang nói diễn tả gì như nào. Không phải, em không rõ đến hướng. Em phải từ từ để em đọc đã chứ. Tại vì bên anh có thời gian tích là con nó tắt. Bây giờ anh sẽ đi một cách rất từ từ để em đọc. Thế thôi. Đừng đi từ từ như thế, em bảo em vẽ trước rồi anh. Em đọc theo như em thế là đi. Xong. Em vẽ đi. Đấy. Ok, trái hết rồi, đi. Đi. Đi cái gì, đi như thế nào? Thẳng. Thẳng. Trái. Đây mà là trái à? Trái của anh đây này. Phải thì phải. Vẽ kiểu gì xong đọc kiểu phải trái thì không biết đâu. Bởi vì nó phụ thuộc vào cái hướng đứng của anh nên là em mới nhầm nhiều. Đây anh đứng như này này, anh đi ra thẳng là đến đây này, em nhìn thấy hiểu không? Vâng, phải. Đấy. Em phải tưởng tượng là anh sẽ là cái thằng người kiểu như cái navigator ấy. Nếu em biết cái navigator nó chạy như nào ấy thì em diễn tả y hệt như thế cho anh, thế thôi. Có gì khó khăn đâu. Rồi đi phải. Đi một đoạn nữa. Trái. Đi lên. Bên phải. Đấy. Đấy, anh đi theo hướng của em đọc chậm đấy. Thì nó như vậy đấy. Vì nó có thời gian chứ không phải nó chỉ là đi giải. Cho nên là phải để ý vào. Rồi đi đi. Đứng lại. Đứng. Em bảo anh đứng lại chứ không phải chạy nữa đâu. Rồi. Lúc đấy là lỗi được chưa? Trái. Như vừa nãy đấy. Trái. Đứng lại. Cái này giống cái vừa nãy này. Đi thẳng ra đến đây. Trái. Ok, đi đi, một vòng. Chạy nhanh lên. Đang chạy nút shift rồi đấy. Trái. Trái, đi thẳng lên. Dừng. Ủa, cái này giống như vừa nãy đấy. Đi sang mặt bên này này. Ta sẽ đứng ở đây. Rồi, sẽ phải. Đi thẳng lên, dễ phải, dễ trái. Đi thẳng lên, dễ trái. Đi thẳng lên, dễ phải. Rồi, xong chưa? Lùi xuống. Gì mà dài thế, ở giữa nó không có đoạn nào checkpoint nữa. Rồi, đi sang mặt bên kia của tường của anh. Phải. Phải. Đi lên, trái. Đi lên, trái. Đi lên. Nó không đủ thời gian đâu, hoặc là có đường nào ngắn hơn nữa. Thế á? Chứ còn sao nữa, chứ không phải cái đường mà em tìm ra là cái đường duy nhất. Phải, trái, phải, đúng rồi. Phải. Trái chứ nhỉ? Đi đường này. Em có biết cái navigator nó hoạt động như nào? Cái navigator mà nó đọc như này chắc là người ta đi chắc đâm vào nhau từ lâu rồi. Đi thẳng lên trái. Đi thẳng lên phải. Trái, nhầm rồi. Thế em là người nói nhá. Thế nhở, bực mình vậy. Trái này. Xong đi ra đây. Ở đâu, đây phải là phải. Đi thẳng ở đây sẽ là phải đi.
rồi đi phải đi. Đi tiếp. Trái. Đi tiếp lên. Lên đâu? Đấy, nữa nữa. Lên đâu? Sao đi tiếp lên, lên tường à? Trời ạ. Nó có hai đường trái phải mà. Phải trái nhanh lên. Đi nữa. Trái, đi thẳng. Trái đây. Đi thẳng. Bởi vì cái lúc anh đứng ở đấy anh quay mặt vào đúng hướng rồi nên em bảo anh đi thẳng. Em chỉ cần diễn tả cái đường đi ở trên cái bản đồ mà em vẽ nó hình tròn ấy, xong em đọc đúng được như thế. Thế rồi. Em viết rõ trái phải ở trên cái tờ để em đọc cho anh đi. Nhìn này, tức là như này này. Lên. Phải. Đấy. Ví dụ như thế. Hoặc lên. Trái. Đấy. Có cần phải nghĩ ngợi gì đâu. Em vẽ theo cái hình vòng tròn ấy chứ không phải là vẽ cái thành cái đường thẳng của em. Đọc đường thẳng xong em đọc sai hết rồi. Mới vẽ xong ấy em viết chữ R, L vào tranh. Đấy. Đấy, coi anh như cái ô tô đi, anh đang ở trong một cái kho này. Bây giờ phải đi ra khỏi cái ô tô đến bãi xe như nào. Đấy. Đúng không? Lên sang bên trái, đi tiếp lên, sang bên phải, dừng lại đấy, đi sang bên trái, đi sang bên phải, dừng lại đấy, xong đi sang bên trái, đến bức tường rồi dừng trái cái gì vậy? Bởi vì cái đoạn dao này nó có nhiều hướng ấy, anh kiểu cứ đi vượt lên ấy. Anh đứng ở nguyên đoạn dao luôn, xong em bảo đi lên phải, xong lại dừng lại đấy, xong trái, lên phải, lên. Trái. Đây. Đúng là sao đấy, xong rồi đi sang bên trái. Sang trái. Đi thẳng lên rừng đấy, dừng nữa. Đi thẳng lên rừng đấy, ở cái đoạn này có hai ngã. Từ từ để em hỏi, anh có nhìn thấy cái hình tròn không? Ừ, anh thấy. Sao anh không dừng ở hình tròn? Ủa, anh thích đây cũng là hình tròn này, sao anh dừng đây luôn này? Không, nhưng ý là cái chỗ ở đấy nó là cái ngã đường. Anh làm sao hiểu? Anh làm sao hiểu được là cái chỗ là dấu ích của em hay là cái gì dừng tròn ở đấy? Nói chung là như này nha, nếu mà anh đã chỉ đấy, cứ cái đoạn nào có hình tròn đấy anh cứ đúng vào trên, bởi vì anh không kịp đúng cái hình tròn đấy nên nó bị như thế. Không cần phải đứng vào hình tròn luôn, tại chỉ cần đứng vào cái khu vực đấy thôi là nó đã dừng rồi. Vừa nãy mấy lần anh được như thế rồi. Nhưng mà anh cứ khu vực đấy thì lần nào cũng đứng ở cái chỗ đấy rồi đấy, nhưng mà nếu không được. Không phải là cái khu vực mà bị chặn ở cái chỗ đấy đấy. Anh có biết được cái chữ X của em là cái gì đâu. Anh cứ tưởng hình tròn là checkpoint thì chỗ nào anh chả dừng được. Không, phải đúng ở hình tròn là xong hết luôn. Rồi, lần ok. Lần nào đứng theo cái hình tròn là anh bị... Bây giờ thì anh nghe anh hiểu rồi, tức là bây giờ anh sẽ dừng ở hình tròn được rồi, thế sao nữa? Nào, bây giờ đi nhào. Bên phải, đi thẳng bên phải, xong đến đây, đi thẳng bên trái. Okay. Đi thẳng lên bên phải. Đúng, đúng, tiếp. Đi lên bên trái. Trái tiếp. Em thấy cái việc em đọc chậm không? Không cần chữ đi đâu. Trái, lên, phải. Bây giờ em hỏi anh mấy cái đoạn mà giao giữa cái nhiều đoạn đường đấy. Đoạn giao là anh sẽ đứng lại. Đoạn giao anh sẽ đứng lại. Thì vậy anh nhớ đứng lại rồi. Anh đứng em lại sợ. Và đứng lại và anh đứng nguyên cái hình mà anh vừa mới đi đến đấy. Xong em sẽ phải nói là trái phải hay là nhào của cái thằng đang đứng ở chỗ đấy. Giống kiểu anh đứng lên chỗ này, anh đứng luôn này, như này này. Em hiểu không? Chứ anh đứng lên đây anh không quay luôn như này đâu. Em phải nhìn vào cái thằng người của anh như cái ô tô mà anh đã nói rồi mà. Đi lên bên trái. Bỏ chữ đi đi. Trái. Còn chữ lên đây này, trái đây này. Lên trái.
lên, trái, trái, đứng hơi tròn. Nói thật nhá, là chỉ có mỗi một cái đường đấy thôi, vì từ nãy giờ em nhìn rồi. Thế tức là em phải chạy rất nhanh và em phải đọc rất đúng. Vâng. Anh đứng ở hướng đấy nhá, đừng có quay mặt. Đúng rồi, anh vẫn đang nhìn về cái hướng đây. Là bên trái của anh có đường đúng không? Xong đi một vòng tròn đến đây thì sẽ là bên trái. Sẽ trái xuống đứng đây. Đi thẳng lên. Vấn đề cái đoạn này không biết nói nhỉ, anh hiểu. Đi lên đây. Xong rồi. À đâu. Thay một vòng. Bên phải của anh. Em nhìn tổng quát như thế mà em không biết cái đường nào. Anh nghĩ là cái đoạn đường ngắn để giải mà em cũng không nhớ được à? Sao em phải vẽ xuống nhỉ? Cái kiểu anh chạy đến đâu là em phải biết cái con nhân vật của anh nó chạy đến đâu rồi, đúng không? Thế mà em không nhớ được cái đường nào là đường đi ra. Kiểu cái lời giải mà em vừa tìm ra em không nhớ được ngay. Chắc chắn là cái mê cung từ chữ X này đến chữ X kia nó phải hở thì nó phải có cái những cái đường nào đường chỉ có một đường đúng thì cái đường đúng nó phải nhớ được luôn chứ. Nhớ luôn, nhưng mà cái người là, anh là người đi không biết trái phải, anh hiểu không? Anh là người đi, khi mà anh chạy đến chỗ đấy thì em phải nói được trái hay phải. Ô, có mỗi việc là xác định phương hướng thôi mà. Đúng không? Cô bé không chơi mấy cái trò kiểu fisty à? Lăn trái lăn phải giải mê cung này, cục bóng này, coi như anh cục bóng đi. Em biết cách nói nhanh hơn rồi. Okay. Bây giờ nhá, anh đứng ở cái hàng đấy. Ừ. Là ở đây nó là một hình tròn. Ừ. Thì cái hàng mà anh đang đứng ấy là hàng thứ ba của hình tròn, tức là có một vòng tròn ở giữa là cái đầu tiên anh đứng, cái lần đầu tiên chơi ấy, là cái hình tròn mỗi một cái chấm đấy. Rồi. Sau đấy là một cái vòng ở ngoài là vòng tròn thứ hai, anh đang đứng ở vòng tròn thứ ba. Và ngoài cùng nữa là một cái vòng tròn thứ tư. Ok. Tức là bây giờ cái hướng mà anh đang nhìn thấy có mỗi một cái đường để đi ra rồi đúng không? Ừ. Đấy là vòng tròn thứ tư đúng không? Đúng rồi. Thì giờ anh chạy hết một cái vòng tròn thứ tư đấy. Đến cái đoạn anh cứ chạy hết cả vòng đấy đúng không? Sẽ có một cái nó chặn ở đấy. Ừ. Hiểu không? Rồi. Thì anh thấy cái chặn đấy, anh chỉ cần đi vòng lên trên và quay lại cái mặt trong của nó là sẽ ra cái hình chữ X cuối cùng. Vòng lên trên, tức là lại về cái vòng số 3. Đúng rồi, anh phải vòng vào cái vòng số 3 rồi lui xuống vòng thứ 4 thì nó sẽ là cái dấu X tiếp theo. Ok. Anh hiểu chưa? Đấy, cứ đi hết vòng tròn nó sẽ chặn ở cái đúng cái đấy rồi anh vòng lại sau cái mặt đấy. Đấy, lên vòng tròn 3 xuống vòng tròn thứ 4 rồi dừng. Đấy, thế đỡ hơn không? Tiếp tục đi. Ờ, có vẻ đỡ hơn đấy. Tại vì cứ trái phải trái phải nó rất là lạ, em diễn tả, em diễn tả. Có hai kiểu. Anh có thể đọc được luôn trái phải cho em đi, nhưng nếu như em không phải là người biết tốt về phương hướng thì em sẽ không đi được. Đấy, còn nếu như em nói như này thì anh phải tự vẽ được đường trong đầu xong anh chạy. Đấy. Bây giờ nhá, anh đang đứng ở vòng tròn thứ 4 đúng không? Ừ. Thì cái dấu X nó vòng tròn thứ 2 ngay cạnh cái trung tâm đúng không? Ừ. Là vòng tròn đầu tiên là cái trung tâm mà. Thì cái dấu X đấy là vòng tròn thứ 2, đường đi nó sẽ rất là zigzag. Để nói đi. Đầu tiên thì chắc chắn là anh phải sang lại cái mặt còn lại của cái đường này đúng không? Ok. Như ở trước mặt anh này. Rồi. Sau đấy anh đi sang cái mặt đấy, anh đi thẳng lên thì sẽ có cái chặn ở đấy. Ừ. Anh lại dễ sang vòng tròn thứ 3 đương nhiên đúng không? Ok. Sau anh lại đi thẳng cái đường vòng tròn thứ 3 đấy. Uh-huh. Rồi anh dễ sang đường vào vòng tròn thứ 2. Uh-huh. Đi thẳng lên tiếp thì nó lại bị chặn mất, tức là đáng ra cái vòng tròn thứ hai đấy là anh đã đến đích rồi, nhưng mà nó bị chặn. Anh hiểu không? Uh-huh. Ở chính cái mặt đấy, ở cái mặt còn lại chính là cái mà dấu X anh cần phải tìm ý. Hiểu vấn đề không? Không được đi vội, quẹt. Em sợ anh không đi được. Đi thẳng lên, đấy. Đi ra vòng tròn thứ tư, vòng vào vòng tròn thứ hai, đấy. Ok.
cái này đúng không? Nó là cái này đấy, đúng không? Đấy, đúng rồi, cái đấy đấy. Đấy, nói thế thôi, để tự người ta nhớ tưởng tượng người ta đi thôi. Thì như vừa nãy sắp được, em chưa giải thích xong anh đã đi mất rồi. Vì cái đoạn đấy em chỉ đang hỏi lại anh một lần nữa, em cứ thả đốt phải đi ra phòng đường thứ tư thì mới vào em, lại được. Em mà giải thích thêm ấy là anh sẽ không nhớ cái đường nào nữa. Anh sẽ không hiểu cái đường em đang nói gì nữa. Em nói như thế là anh đã đủ hiểu là đi tiếp như nào rồi. Ok, bây giờ lại như vừa nãy thôi. Cái dấu ích này đứng ở vòng thứ 3. Anh đi ra ngoài đấy rồi đi hết ở phía, tức là bây giờ phải chọn đúng phía này, đứng ở mặt này của anh đúng không? Anh đang đứng ở vị trí đấy thì anh phải rẽ sang đi bên trái của anh. Bên này. Đúng rồi, bên đấy đúng rồi. Đấy thì anh cứ đi kịch đến đấy, xong anh đi thẳng lên, nó sẽ sang vòng tròn thứ 3 luôn. Bởi vì bên cái còn lại vòng tròn thứ 3 ấy là nó chặn rồi. Đấy, sẽ sang. Đấy. Cái này như vừa nãy anh làm ấy. Đấy đúng rồi. Ôi anh còn chạy đâu đây? Không, bên kia. Đi xuống vòng tròn thứ 2. Ui, xích kim rồi. Không, bây giờ là nó vẫn ở cái vị trí đấy, nhưng mà cái đường này anh phải đi sang bên phải. Đấy, bên đấy. Đỗ, không, thử anh quay lại hướng vừa đấy. Quay lại cái hướng bên phải vừa nãy anh đứng ấy. Đây. Đúng rồi, thẳng cái bức tường này là nó có cái chỗ hở để đi. Thẳng cái chỗ hướng anh vừa quay là nó có cái đúng cái chỗ hở đấy, không phải cái chỗ hở đằng trước nhờ. Tức là bây giờ anh đi sang phía bên phải này sẽ có cái chỗ hở đầu tiên. Rồi anh đi lên một tiếp nữa, có một chỗ hở nữa thì chính là cái chỗ hở đấy anh phải đi vào. Rồi sau đấy sẽ sang bên phải là sẽ đến dấu ích đấy luôn. Hiểu không? Từ nãy giờ là em lại dùng trái phải, em chả nói với vòng tròn nữa. Rồi ok, dấu ích này ở vòng tròn thứ 3, được chưa? Sao nữa? Bây giờ ấy, anh phải đi thẳng ra và rẽ sang bên phải. Bởi vì cái hướng bên trái bị chặn rồi, anh nhìn thấy không? Biết rồi, tiếp tục. Thì khi mà anh đi ra một phát, cái có ngã rẽ đầu tiên thì anh bỏ qua. Anh đến ngã rẽ thứ 2, nó ngay sau ngã rẽ đầu tiên thôi. Rồi anh rẽ vào đấy, rẽ vào đấy thì anh đi lên phía bên phải của nó chính là dấu X. Bởi vì có mỗi một cái hình tròn ở đấy thôi. Anh rẽ vào là thấy. Đúng rồi vậy. Đấy. Nó ngắn như này, mỗi vòng tròn nhất là 2 là xong mà. Chỉ sợ anh không hiểu nên em phải nói thêm. Không cần nói thêm, tại em nói thêm càng nói càng loạn, chả hiểu em nói gì luôn. Đúng không? À em cứ nói như vòng tròn 1, vòng tròn 2, vòng tròn 3, cái anh dễ hiểu hơn nhiều. Thế giờ cái dấu X còn là ở phía hướng ngược lại mà anh đang đứng ấy. Anh hiểu không? Với vòng tròn này, đấy chính là cái hướng ngược lại sau cái bức tường đấy. Rồi ok. Nhưng từ từ, nhưng mà em chưa tìm đường đi. À, đường này nó hơi rắc rối lại, anh phải chạy rất là nhanh nha. Bây giờ nhá, anh đi và từ từ quay lại đi. Chạy được không đấy? Đấy, đúng rồi. Người ta nhảy lên, người ta nhìn lên là hiểu luôn chứ cái gì đâu. Rắc rối ở chỗ nào anh chưa hiểu. Em nói thế là anh đủ hiểu luôn. Chữ X ở chỗ nào? Cái chữ X ở vòng tròn ngoài cùng. Ngoài cùng này luôn đúng không? Vâng. Là vòng tròn thứ 4 ấy, anh đang đứng ở vòng tròn thứ 3. Biết rồi, tiếp tục. Nhưng mà đường đi này nó không được thuận lợi lắm, vì nó sẽ zig zag là chắc chắn này. Miễn là đi ra đường cái vòng tròn thứ 4 đúng không? Cái chữ X nó có gần anh không? Không. Nó ở mé bên kia đúng không? Nó ở đúng cái phía đối diện anh đang đứng ấy. Chỗ nhưng kia mà đúng không? Chặn... Nó ở chỗ kia đúng không? Ừ. Chỗ mày đang nhảy lên nhìn đây đúng không? Đúng rồi, ở phía thẳng đấy ngoài cùng. Ờ. Nhưng mà nó bị chặn. Tức là anh có phải đi lên vòng thứ 2 hay không? Hay anh chỉ cần đi lên vòng thứ 3 là đủ? Cái đường chắc đi mà đi ra đấy. Chắc chắn là phải có vòng... Từ để em nhìn nào. Vòng 3 chắc chắn rồi. Chứ vòng 2 có hay không? Vòng 2 chắc chắn là phải đi vì nó rất xích xác. Vòng 2 chắc chắn phải đi. Đi lên vòng 2 thì... Bây giờ em nói này đi. Anh đang ở 3 đúng không? Đọc à, 3, 4, 3, 2, 4, 3 hay kiểu như thế đấy. Anh sẽ hiểu là cần phải đi vòng 3 xong đến 4 là cái nào. Từ từ để em viết lại nhá, 4 này, 3 này,
2 này, 3, 4. Tức là nó là 4, 3, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 3, 4 đúng không? Ừ. Đấy, đi vào. Không, bên kia, nó bị chạm mất rồi. 2, tiếp, tiếp, 3, đúng rồi, tiếp, lên, đúng rồi, rồi. Hơi mới qua cái này, thật là mệt mỏi. Thử cái này đi như nào đây? Anh còn chưa nhìn thấy đường anh ạ. Cái chữ X ở vòng mấy? À, quên mất rồi, X ở vòng tròn thứ 3. Tiếp tục, đường đi là 4. Anh có nhìn thấy cái mà anh đang bị chặn ở trước mặt đâu, cái của anh đang bị chặn trước mặt đấy. Ờ. Ờ, đang ở vòng tròn thứ 3, anh có nhìn thấy một cái chặn ở bên phía đấy nữa không? Chặn nào? Rồi. Ở ngay đây, đây đúng không? Cho anh nhảy lên nhìn đây đúng không? Đúng rồi. Thì cái X ở đằng sau cái đấy. Rồi, đằng sau cái đấy hay là ở trong cái đấy? Đằng sau cái đấy. Ở ngay cái chỗ này anh nhìn vào đúng không? Đúng rồi. Ừ. Nói thứ tự. Ờ, từ em đang nhìn rồi nó bị. What? Ui, căng đấy. Anh phải chạy một đoạn cũng dài dài đấy. Nói chung là 3 bao nhiêu nói. Nói chung là anh đang ở đường thứ 4 này. Hướng kia không đi được, tất nhiên là hướng còn lại. Thì sẽ đi hết cái kịch của hướng này. Rồi sẽ sang cái số 3 này. 4, 3. 4, 3 này. Khi ở đứng ở đường thứ 3 ấy. Có 2 hay không? Anh... Hả? Có 2 hay không? Có. Đứng ở đường số 3 này, tức là anh đang đứng ở vị trí thứ 4 này đúng không? Đứng ở đường số 3 thì anh vẫn phải rẽ vào cái hướng mà anh đang đứng này. Anh hiểu không? Anh chả hiểu gì cả. Em đọc thứ tự vòng đi. Vòng 4 anh là đứng đúng không? Nói tiếp, 4, 3 bao nhiêu? 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3. Thế rồi đúng không? Nhưng sợ anh rẽ không kịp. Bây giờ anh đếm cái đường một cái đoạn rẽ em chỉ cần nói 3 hay 4 hay là tiếp tục thôi. Cứ đến một cái ngã rẽ em chỉ cần là bảo 3 hay 4 hay 2, thế là anh biết mà. Vâng, thế bảo bây giờ anh đi đang ở đường thứ 4 và anh bây giờ chuyển tiếp sang đường thứ 3 đúng không? Ừ, tất nhiên 4 phải đến 3 rồi. Thì em bảo là anh rẽ cái hướng ấy mà anh đang đứng. Anh không hiểu cái hướng nào anh đang đứng. Nhá, anh đang đứng ở đấy đúng không? Ừ. Bây giờ anh phải di chuyển lên đường thứ 3. Đúng rồi. Chỉ có một chỗ để lên đường thứ 3 ngay sau đây thôi. Tiếp tục. Thì anh rẽ vào đấy và đi sang cái hướng mà anh vừa đứng. Tức là quay ngược lại hướng này đúng không? Đúng rồi. Tiếp thế thôi. Đó. 4, 3, 2, 3 nhá. Thế đến khi rẽ rồi thì lên 2 đúng không? Được, lên 2 lập tức. Xong rồi lên 2 lập tức, xong lại xuống 3 luôn đúng không? Ờ, xong đi hết cái vòng đấy để xuống cái 3. Rồi, hiểu rồi, thế thôi. Rồi rẽ sang bên kia là xong. Đúng rồi, đi vòng vào. 2. Tiếp bi kịch. 3. Đi 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 nhanh, chuẩn bị trước mặt. Rồi. Bây giờ cái dấu X ở trung tâm luôn, ở vòng tròn thứ nhất. Có mỗi một cái thợ. Anh nhìn thấy đúng không? Rồi. Bây giờ đi như nào đây? Đi này. Đi vòng ra đây. 3, 4, đọc đi. Cái này khá là dễ đấy, bởi vì nó có mỗi một lỗ hở thôi. Đúng rồi, anh nhìn thấy một cái lỗ hở đi vào cái trung tâm rồi. 4 này, 3 này, 4 này, 3, 2, 4. Nó chỉ có một vòng đấy thôi, nó không có gì phức tạp đâu. Không, ôi chứ, quay lại đi anh, quay lại đi. Quay lại đi hết thời gian mất. What? Đứng ngược lại, nhầm bên rồi. Em phải nói. Nhầm quên mất. Bên phải nhá. Lại đi. Đúng rồi đấy. Đi vào. Tiếp đi vào. Bên kia, ở bên nào cũng được. Quên mất. Ai, càng nhờ. Chả có thấy gì căng, em chỉ cần nói đúng như thế là anh có thể tự đi được luôn. Chỉ qua là cứ khi nào anh rẽ ra thì em phải nói là bên nào chứ. Anh vừa rẽ được cái xong là
hết, chả biết nào cả. Nhưng mà vừa đấy nó chạy cũng dài thật, nên là nó cũng hơi khó. Anh nhấn ship để chạy rồi đấy. Nên tại vì cứ đến mỗi một cái chỗ là anh phải nghĩ là trái hay phải. Em chỉ cần nói từ 2 lên 3 hay như nào là anh biết mà. Thì em biết rồi, nhưng vừa nãy anh cứ bảo là nói thế là xong, nhưng mà có cái đoạn dễ lại quên mất. Thì em phải nói chứ, đúng không? Em thấy là người đưa ra thông tin. Vâng, thì em biết rồi, nhưng mà em cứ bảo 4321 anh hiểu là anh đi mẹ luôn thì làm sao mà đúng được. 4321 thì lúc nào thì 4 phải đi 3 thì đúng rồi. Còn bên nào em có nói đâu, anh có biết đâu nó bị chặn. Bây giờ là hướng bên trái của anh quay mặt sang bên trái thôi nào. 4 gì nữa? 3 đấy. Ơ cái này anh nhớ. Xin lỗi mấy cái lời giải từ nãy giờ chắc anh nhớ hết rồi đấy. Thôi đi, cái đoạn cuối khó vãi. Nữa. Vòng lên, ngồi vào số 2. Không nói nữa à? Cái là gì? Không nói nữa à? Không diễn tả cho người ta đi nữa à? Anh cứ tự chạy đấy còn gì? Ủa thì em cũng phải nhớ đường còn gì? Anh còn nhớ. Sao anh nhớ sai thì em phải nhắc chứ? Đúng không? Bây giờ lại còn mất thời gian ngồi vẽ lại. Đúng không? Sao đâu mà anh cứ từ từ nào? Rồi đây nào, còn mỗi bước cuối rồi đấy. Đấy, cái hướng đấy đấy. Mấy anh nhảy lên. Thấy cái vòng tròn đằng sau lưng đấy không? Số mấy? Ủa, em lại quên cái mất cách để diễn tả rồi à? Em đã hỏi có thấy cái vòng tròn một, anh vừa nhảy lên anh không? Anh nhớ rồi, tiếp tục, 1 gì nào? 1, 2, 3, nó ở số 3 làm gì? Rồi cái này chạy kịch như vừa nãy đấy. Cái này anh chạy nhiều rồi đấy. Đằng sau đấy. Cái này là cái đường đi zig zag đấy. 4 3 2 3 4 1 à 2 nhầm. Chả biết nói gì nữa. Cái nó đấy gì anh nhớ được gì. Tiếp tục. Đang nhìn. Ủa? À đây. Mai trưởng, đường gì mà dài thế? Có đường khác nhỉ? Anh đứng ở đường 2 này. Còn anh sẽ đi vào đường 1. Sau đấy lại ra đường 2. Rồi lại đi ra đường 3, rồi đi xuống đường 4. Từ 2 đi ra 3 đi thẳng luôn à? Ờ, đi ra đường 2, đường 3, đường 4. Đường 4, từ đường 3 đi thế nào ra đường 4, rẽ trái rẽ phải. Từ đường 3, rẽ trái, uh-huh. Sang đường 4 này. Đường 2 sang đường 3 anh biết không? Đây, hướng trước mặt đây còn gì nữa, cái lỗ này. Đúng rồi. 3 sang đường 4. Từ từ. Đường 3. Từ từ đã. Anh bảo đường 3 sang đường 4 là rẽ trái rẽ phải đúng không? Ừ, đứng ở đến số 3 thì sẽ rẽ trái hay rẽ phải để đi đến đường 4. Ờ, thế là nhầm, rẽ phải đấy. Rẽ phải này. Sau cái này em nên học lại địa lý. Sau cái này đi lên đường, sau cái 4 đấy là đi lên đường 3, là đằng sau lưng anh luôn đấy. Hiểu không? Gì? Tức là 2, 1 này, 2, 3, sau lưng anh là như nào? Là cái này á? Là sau lưng này á? Ừ. Là đứng ở chỗ này á? Mà anh phải đi một vòng ấy, quay lại vào đây, vào đường số 3 đằng sau lưng anh này. Xong sao nữa?
đi lên tầng số 2. Hả? Sao lại lên tầng số 2? Đúng rồi đấy. Tức là cái dấu X này nó ở vị trí ở đằng sau cái tấm bức này của anh này, thấy không? Nó là đường số mấy vừa nói số 4 mà. Anh nói xong đâu. Ừ, thế chữ X nằm trong số X nằm trong nào? Chữ X ở đường số 2, ngay sau cái tấm anh đứng này này. Đây gì? Đây là đây gì? Rồi. Đã bảo rồi, sẽ phải. Dài như này. Nữa. Đấy, đi vào. Vẫn kịp đây rồi gì? Ừ thì chắc chắn là phải kịp, nó tính thời gian cho làm gì. Lần này đi vào số 1 đúng không? Ai nhầm nhầm? Chữ X ở đâu? Ở trong đấy đấy, số 1 đấy. Ừ, thế đi như nào? Nhìn đây, cửa ra đây. Chắc chắn là đi vào đường 2, chỗ này anh nhìn rồi. Đi 3 rồi đi 4. Em lần ngược lại từ cái số 1 rồi đi vòng đi, như nào đi? 2, 3, 4 này, rồi đi vòng hết một cuộn này. 2 đi thẳng ra 3, ra 4 rồi đó. Ui, mãi cả dài luôn đấy. Đúng rồi nhá, đầu tiên là anh đang đứng ở 2 đúng không? Sau ấy sẽ đi sang 3. Chỗ cái thẳng anh đang đứng đấy. Nhưng mà 3 không rẽ được đâu cả, đi thẳng số 4. Đi thẳng số 4 này, rẽ phải. Đúng rồi đấy, rẽ phải chạy hết một vòng. Đến chỗ này á. Đâu? Đây này, góc này á. Không, quay đi. Anh đang bảo số đấy còn gì ạ Ken? À cô, góc đấy á, ừ đúng rồi. Anh đang chỉ hướng để anh còn biết chạy. 4 rồi khoảng 4 xong rồi lên 3 đúng không? Xong 3 vào 2 rồi, hiểu rồi, hết. Thế thôi. Rồi anh bị nhốt rồi đấy. Anh bị nhốt trong cái phòng, khả năng là em phải mở cửa cho anh rồi. Trên tường của anh có rất nhiều ký tự. Và anh sẽ phải diễn tả cho đúng ký tự, chắc là để đúng ký tự em mở cửa cho anh. Rồi đợi em vào cửa kia. Nó có cái kiểu xoay xoay gì sao ấy. Cái gì đấy? Trong này thì không có gì tương tác đâu. Chỉ có đọc thôi, chắc chỉ có đọc cho em thôi. Em nhìn anh không? Từ từ. Đây anh bị nhốt trong này này. Đây, cái này đúng không? Ừ. Hình như bên này là có cái mở khóa hay sao này, nhìn đi. Từ từ cái khóa cũng thế, có gì em vừa mới đến. Em nhìn anh không? Có. Bên này có cái mở khóa hay sao này? Bên này này có nhìn anh đang nhìn hướng nào không mà sao em cứ nhìn ngược ngược lại nhỉ? Nhìn màn hình rất tối, màn hình rất tối, màn hình anh nhiều. Thế? Ừ và chơi game này nó còn tối nữa, em không nhìn thấy cái gì luôn ấy. Ủa sao anh vẫn nhìn thấy sáng mà? Thì em bảo là do màn hình của em nó bị tối quá. Em chỉnh sáng màn hình lên. Trên màn hình em. Rõ rồi. Trên màn hình nó có nút này. Rồi, nhưng mà anh bảo thì nó lại đi đúng không? Bên phải của em. Bên trái của em. Có cái nào bấm khóa không? Mở khóa không? Không. Thế bên còn lại? Không có, nhưng mà hai bên này của em ấy đều có các ký tự. Chắc là phải xoay đúng ký tự nó sẽ mở. Vâng, đúng rồi, phải xoay đúng ký tự, em xoay xem nào. Cả anh, hai bên. Cái anh cần là một cái hình tam giác và cái hình tròn ở giữa. Hình tam giác lộn ngược ấy, và cái hình tròn ở giữa. Ở giữa cả hai cái á. Xoay đi, cứ xoay đi anh nhìn. Tại vì em xoay anh cũng biết nó có những cái gì mà. Tiếp tục cái thằng bên trên à. Thằng bên trên cũng không có, thằng bên dưới, dưới cùng. Thằng này cũng không có luôn. Bên kia nhá. Bên này đi. Khả năng là cái ở giữa. Cái trên cũng không có.
cái dưới cùng đi. Ủa thế là nào có cái nào? Sao anh nói thì em không hiểu. Nó không có cái nào cả. Anh cần hình gì? Nó cần một cái hình tam giác lộn ngược, tam giác đều lộn ngược, cái và có chữ O ở giữa. Thì cái chữ kia này có mà. Thế em mở đi, em xoay đúng vào cái hình ấy đi. Đây đó. Xoay cho anh ấy. Xoay ngược nữa vào đi. Đến chưa? Làm gì có. Thế phải tam giác hả? Cái hình gì? Hình tam giác bên ngoài cùng mà một chữ O bên trong cơ mà. Ừ. Làm gì có. Để chứng tỏ là cái hình bên ngoài bên trong của em nó xoay nó khác hình của anh. Bên trên nóc, bên trên nóc của em có cái dấu mũi tên chỉ xuống không? Mũi tên chỉ lên. Sao là mũi tên chỉ lên? Có cái mũi tên ở trên tường ấy, cái mũi tên mà không xoay gì ấy. Nó chỉ vào cái chỉ lên. Nó chỉ vào hình gì? Không có hình. Ủa? Trên trần nó sẽ có một cái hình gì mà cần phải đi tìm ra cái hình đấy mà. Trên trần á? Cái mũi tên nó chỉ vào cái hình gì? Nó có một cái biển, trong cái biển nó có một cái hình. Nó không có cái gì như thế cả. Em đi tìm cho anh một cái hình mà tam giác mà có hình tròn ở giữa. Chắc chắn phải xoay ra một cái hình như thế. Từ từ, anh mô tả bên anh có cái gì được không? Em chưa hiểu lắm. Bên anh nó giống hệt như nó là một cái trục xoay. Thực ra anh với em ở một căn phòng nó cách nhau mỗi bức tường thôi mà. Vâng, nói tiếp đi. Nó như cái chìa khóa mà khóa cho cái vali ấy. Ý của nó trên tường nó chỉ vào cái hình của anh là phải đi tìm một cái hình mà cái tam giác và có cái hình tròn ở giữa. Thế em đang hỏi anh là cái vừa nãy em xoay anh nhìn thấy cái gì? Em xoay đi. Đầu tiên anh xoay đấy, rồi dừng nhá. Cái anh nhìn thấy đầu tiên này, nó là cái hình tròn và có một cái gạch ngang ở, gạch ngang người nó luôn, ngang hình tròn luôn. Tiếp tục. Tiếp một cái hình tròn và bị gạch bởi ba chém bởi ba vết ấy. Ba vết chém, một cái bên trái, một cái bên phải, một cái thẳng từ trên xuống. Tiếp tục. Một cái chữ X bên trong và một cái hình tròn bên ngoài. Tiếp tục. Hết rồi á, cái bên trên hết rồi á. Không, từ từ, anh vừa xoay cái này anh nhìn thấy cái gì? Một cái hình vuông và bị gạch bởi hai cái gạch ngang ở bên trên với cả bên giống kiểu cái bánh chưng cắt ra làm bốn phần ấy. Tiếp hình vuông bị cắt đôi theo chiều ngang. Thì cái cuối cùng này một cái hình thang cân nhưng mà nó bị nghiêng theo một góc 45 độ. Thang cân đâu đi, vẫn là một hình thang cân nhưng mà bây giờ bị nối hai đường chéo với nhau. Xong rồi chéo, xong kiểu hai vết chém chữ X ấy. Cái gì? Thang cân gì cơ? Xong bị chém bởi hai chữ X. À, chém bởi một chữ X. Nghĩa là có một hình thang cân nhá, được chưa? Và hai cái chém nhau. Trái phải. Hai hình thang cân. Hai hình thang cân á? Ừ, nhưng mà xếp theo chiều dọc. Đợi một tí, đợi một tí. Đi. Một hình thang cân và có dấu gạch ngang ở dưới cùng. Một hình gì cơ? Thang cân, vẫn là hình thang cân và có một cái gạch ngang ở dưới cùng. Vâng, anh biết rồi nhưng mà tiếng Anh rất là khó nghe nên là anh cứ nói từ từ thôi. Tiếp tục đi. Bên này đi, bên này đi. Hai cái hình bình hành. Anh biết hình bình hành là gì không đã? Một cái hình bình hành nhưng mất một cạnh bên dưới. Hai cái hình bình hành, một hình to, một hình nhỏ và nó xếp với nhau giống kiểu một cái hình tròn và hai cái chữ L ở bên trong, hai góc vuông. Một hình tròn, hai chữ L là sao? Hai góc vuông ấy, anh bị đốt rồi này. Tiếp đi. Một góc vuông và hai cái hình tròn. Cái dưới này là gì? Không có gì cả. Không có gì? Không có gì cả. Nếu như thế thì tức là em phải đi tìm cái hình tam giác ở trong cái cuối cùng ấy. Sao nó bị nóng lên nhỉ? Nó đốt anh chứ cái nóng gì? Quay đi. Thấy không? Thấy gì?
có hình tam giác nào không? Không. Nãy giờ anh đọc ấy, ở bên em ấy là thứ tự khác ngược lại hoàn toàn. Thứ tự ngược khác hoàn toàn là sao? Nhớ, có phải là anh đọc là đầu tiên anh đọc cái hình nói chung là theo cái thứ tự vừa nãy anh đọc đúng không? Ừ. Thì cái đầu tiên của em chính là hình tam giác và hình tròn. Ừ. Tức là cái đầu tiên mà em đọc cho anh đáng ra phải là hình tam giác và hình tròn, nhưng anh đọc thành cái ở dưới, xong cái ở dưới anh đọc thành cái ở dưới nữa, xong sang bên kia thì cái ở dưới cùng bên kia anh đọc thành cái trên cùng bên này, rồi cái trên cùng bên này anh đọc thành cái ở dưới, rồi cái giữa thì anh lại đọc cái cuối cùng, và cái cuối cùng không có gì. Thì đáng ra nó phải là hình tròn và hình tam giác, nhưng mà nó lại không có gì bên anh. Ừ. Thì cái hình tròn và tam giác lại là cái đầu tiên em xoay ở bên em, thì anh đọc thành cái ở dưới đấy. Nó kiểu bị ngược như thế. Anh hiểu không? Không. Không hiểu á? Bây giờ của anh có 6 cái trục xoay đúng không? Bên em có 6 thôi. Mình bắt đầu từ cái bên trên bên trái, mình sẽ đếm như là gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6 đi đúng không? Ok, cho là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ừ, mình bắt đầu, em đang bắt đầu từ số 1 đúng không? Ý em nói là số 1 của em đã có cái tam giác và hình tròn rồi đúng không? Đúng rồi, tam giác hình tròn cân mà anh nói là ở cái số 1 đấy. Ừ, được rồi, thế của anh có 6 cái thứ 6 của anh nó chả có cái nịt gì cả. Thì đúng rồi, cái 6 của anh không có cái gì. Thay vì cái 1 của em, thì anh lại đọc cái thứ 2 của em. Cái thứ 2 đọc thành cái thứ 3, cái thứ 3 đọc thành cái thứ 4, cái thứ 4 đọc thành cái thứ 5, cái thứ 5 đọc thành cái thứ 6. Kiểu đấy. Thế cái thứ 6? Tín hết rồi đây. Vậy thì mình tức là như này. Cái thứ 6 phải là cái thứ nhất của em đúng không? Nhưng mà của anh ấy không có gì. Vậy thì tức là cái số bên của anh ấy, cái trên tường nó hiện ấy, nó đã là số 1 rồi. Tức là em cứ phải xoay tiếp cái số 1 giống của anh để anh đọc cái hình tiếp theo trên cái số 1 đấy. Để em lắp cái thằng số 2 đúng không? À, thứ đấy hiểu rồi, tức là cái số 1 em sẽ thể hình tam giác đúng và rồi. Tròn luôn. Đấy, chứ không phải làm như cái vừa nãy. Ờ. À. Hiểu chưa? Còn cái số 2 thì em... Số 2 thì anh sẽ đọc cái số 1 của anh. À, à. Là mình chọn hình nào cũng được hay là... Phải đúng như thế chứ. Phải đúng như cái hình mà anh diễn tả cho em ấy. Đúng là cái... Vẫn theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, biết thế thôi. Việc đầu tiên là em phải đi tìm hình tam giác, hình tròn, đấy. Cái số 1 của em sẽ xoay vào hình tam giác cân và hình tròn ở trong đúng không? Mà cái tam giác đấy nó lộn ngược lại đúng không? Đúng rồi. Tức là nó thành cái hình tam giác mà kiểu cái mũi nhọn ở dưới, hình tròn ở bên trong. Ok, thì em sẽ xoay cái đấy. Nhưng mà cái của bên anh nó sẽ là thành hình cái đúng thứ 2 của em ấy. Đúng rồi, đúng rồi, anh hiểu rồi. Em sẽ đọc thêm hơn đúng không? Ok rồi, hiểu rồi. Nào bắt đầu đây nào. Tụi em, à đây, em đây. Bây giờ là tam giác hình tròn nhưng mà nó lại là hướng lên đấy nhá. Hình tròn ở trong đúng không? Ừ, nhưng tam giác hướng lên đấy. Hướng lên á? Ừ. À vừa nãy anh đọc, à rồi ok, tiếp đi. Tiếp tục là hình tròn nhưng mà giống cái kẹo. Cái chữ X đằng sau là hình tròn phía trên, cho nên nó bị chắn cái chữ X lại. Từ từ nói lại đi, không hiểu. Cái chữ X bị chém trái phải, được chưa? Rồi. Và xong có cái hình tròn nó đè lên trên cái chữ X đấy. Ở giữa. Tiếp tục là một cái hình thoi đang bị chém từ trên xuống dưới và trái sang. Tức là cũng bị chém ở trên với cả ngang sang. Hình thoi. Hình thoi ấy, em biết hình thoi không? Có. Ừ. Và bị chém một phát trên phát xuống. Cháy rồi này, chắc có vẻ đúng rồi đấy. Em về xuống là sao? Chém một phát từ trên xuống dưới, một cái từ trái sang. Và cái hình thoi nó nằm phía sau cái hình đấy. Em chưa hiểu hình thoi lắm, thôi em cứ để bừa một cái nhé. Em không hiểu hình thoi, em lên mạng em tra luôn. Thời gian vẫn có. Không biết là hình thoi là hình gì. Hình thoi là hình gì? Là hình kiểu kim, cần dấu kim cương ấy. Kim cương hình khác cơ mà. Ý là hai hình tam giác chụp vào nhau nhưng mất cái đường ở giữa được chưa? Ừ đúng rồi, hai tam giác cân. Ừ. Rồi vậy. Xong bảo là chém từ trên xuống dưới, từ trái sang phải thành dấu cộng à? Đúng rồi.
Ở đây em chỉ có một dấu cộng ở trong một hình vuông thôi. Dấu cộng ở trong một hình vuông á? Thế thì không, không đúng rồi, thế tiếp tục lại đi. Chắc là cái trên đầu tiên hoặc cái thứ hai của em bị sai rồi. Em có hiểu cái hình, cái chữ cái thứ hai là hình tròn, xong có chữ x gạch và hình tròn đúng không? Nhưng ở phía sau, tức là cái hình tròn nó che mất cái chữ x rồi. Hình tròn che mất chữ x á? À đây đây rồi, hiểu. Tiếp hình thoi, ở bên dưới là hình thoi. Và hai dấu gạch ở bên trong ấy, song song với hình thoi đấy. Biết rồi. Tiếp. Tiếp hai cái hình thang cân lộn ngược ở trong lồng vào nhau. Cái gì? Hai cái hình thang cân, biết hình thang cân không? Rồi, tiếp đi. Có cái đấy to ấy. Tiếp tục là hai cái hình không. Bình hành. Hả? Anh đọc, em cứ là khó nghe, anh nói từ từ thôi, em không nghe được cái gì hết. Tại sao em lại không nghe được? Cái loa em không biết, nói lại đi. Hai cái hình thang cân lộn ngược lồng vào nhau. Ok, tiếp. Hai cái bình hành nhưng mất một cạnh lồng vào nhau. Rồi. Một cái góc vuông về bên phải và một cái hình tròn ở bên góc dưới bên trái. Ở bên phải. Đó. Vào đi em nhìn đi. Này. Rồi biết rồi. Làm gì với chỗ này? Đi dạ. Ê này. Đi chậm thôi, hai đứa, một đứa sẽ bị đóng vào bây giờ, đi lên. Đây cái này em chưa đi. Đi không? Bên dưới có cái gì đây? Từ từ đã, phải nhìn kỹ đã. Cái thang máy. Ôi đi, nào. Không. Lên. Bấm lên chứ. Không bấm gì đâu. Trong cái thang máy có nút bấm mà. Không nhìn đấy à? Có thì anh bấm đi, em không biết nữa. Có cái này nữa này. Chắc là một người vào một người xoay. À. Chứ không phải là tự dưng thế đâu. Ai vào đây? Em vào xoay đi không? Em vào đi. Không biết nó có xoay được không, nó tự nó cứ quay quay thế này này. Để xem bên này xem nào. Có cái gì không? Này, nút xuống à? Ờ, không có nút lên. Ơ, cửa đóng rồi này. Ừ, tức là đúng sang đúng chỗ này rồi. Rồi anh thử vào nhá. Xem nó làm được cái gì không nhá. Để anh giữ nút lên rồi đấy. Anh đi lên đây làm gì? Em có say gì không nè? Không. Thế sao anh đang lên? Em biết sao được. Em bấm nút xuống rồi, anh bấm nút xuống rồi, em đi vào đây cùng lên này. À. Phải nằm xuống à? Ừ. Lên trên có một cái cửa nữa. Hai người là sẽ không lên được. Đấy rồi, hai người là không lên được, phải có một người lên thôi. Bên trên thế nào cũng có chìa khóa để giúp cho cái người bên dưới có thể đi lên, nếu không nhầm. Em sẽ tự bấm cái thang máy xuống. Em có nút bấm thang máy xuống mà. Em không bấm mà, thì anh đi xuống làm gì? Thế em đi lên đi, thôi em đi lên mình đi, để anh tự ấy. Bấm đi. Bấm rồi. Thank you.
Đi ra chưa? Rồi. Thế nào, nếu như đúng theo anh hiểu ấy, thì anh đi vào đây anh sẽ bị xích ở trong thang máy. Ờ, chắc thế đấy. Và em sẽ mở cho anh. Em sẽ phải tìm cách mở cho anh nếu không nhầm. Còn nếu ra được thì chứng tỏ là qua màn. Đúng không? Đây này, mình có những cái công tắc này nè. Công tắc gì đấy? Không hiểu nữa. Trên tường có những ký hiệu như này. Ký hiệu hồi nãy mình làm ấy. Đâu? À, khác nhỉ? Em có nhớ không đấy? Khác nhưng mà ý là cũng có những hình này vừa nãy. Có người đi lên nữa này. Vậy phải có người đi lên nữa này. À. Để anh đi lên. Bỏ mẹ ơi. Bấm thang máy lên được không? Đấy như được mà. Hay là trong quá trình ấy nó có cái ấy nhỉ? Anh nhảy nhá. Thôi chết rồi, đáng ra hình như vừa nãy không nên kéo cái này anh ạ. Để dưới á. Không, vừa nãy anh bấm vào cái này nhớ. Đây, có một cái nữa này. Được chưa? Có một cái anh vừa bấm, em kéo anh lên xem nào. Không biết kéo cái gì. Bấm nút lên đi. Sao lại không biết gì? Vừa nãy mà bấm được đâu. Trong cái quãng đường nhảy, anh nhảy xuống có một cái công tắc nữa. Đấy, phải đi vào bấm thêm công tắc nữa. Có hai công tắc này vừa bật rồi này. Công tắc này với công tắc một công tắc kia anh đã bật rồi này. Làm gì đấy nhỉ? Mình đúng là có bấm lên được không? Bấm một lần rồi, không bấm được nữa này. Không, không bấm lên được nữa, nó chỉ đi xuống thôi. Vậy chứng tỏ ở bên dưới công còn cái tác. Gì? Hả? Cái này. Cái gì? Bấm lên được mà. Bấm lên nhưng nó có lên nữa đâu kìa. Chứ tại chưa có người vào. Cái lên này là để... Có người vào nó chỉ đi xuống. Cái lên này dùng để kéo cái thang này lên. Khổ thế nhỉ? Lại đi xuống à? Chắc chắn là phải một người đi xuống rồi. Đâu rồi? Đấy, bây giờ anh xuống. Từ từ đó phải nhìn các cái hình kia đã. Nhìn thật kỹ rồi. Vừa anh nhìn một lần rồi. Nhưng bây giờ phải đi xuống để xem nào đó. Có cái hình nào. Khả năng là phải giải cái gì dưới này trước. Xong rồi lúc đó thì em sẽ bấm cho anh lên. Dưới này có cái gì nhỉ? Có thế anh xoay không? Có cái gì thay đổi không? Anh xoay cái la bàn đấy. Cái gì cơ? Anh đang xoay cái la bàn. Em có nhìn cái nút gì hay cái gì thay đổi trên đây không? Không. Ồ, em bấm lên rồi. Ở đây có cái la bàn. Chắc chắn nó phải có tác dụng gì. Em bấm linh ta linh tinh gì không hiểu. Em xuống nhá. Anh tự bấm xuống rồi. Anh đang nói có một cái la bàn ở đây. Cái người nãy mà anh em cùng nhìn đấy. Vậy tức là anh sẽ phải bấm cái la bàn đấy. Và nó có hiện cái gì trên đấy. Anh không bấm la bàn vào đây. Hả? Lên lắp la bàn vào đâu đấy? Cái la bàn này không tháo được. Nó chỉ có tương tác với nó. Bây giờ em nhìn đi, anh quay cái la bàn. Cứ một nấc một đây xem có cái bóng nào hay cái gì thay đổi không. Anh bấm đi.
Bấm thôi. Chả có gì thay đổi. À có cái cửa nó rung rung thôi. Tức là sai công thức hay sai gì rồi? Có thấy gì không? Không. Em bấm rất rất từ một từ ấy. Em chỉ thấy cái cửa nó rung rung thôi chứ chả có gì. Thì nó đúng chưa đúng khóa đấy còn gì. Đâu xem nào. Em cứ nhìn vào cái chỗ bóng đèn thôi chứ chả nhìn vào đâu nữa. Bóng đèn nó chả có cái gì. Nhìn tập trung vào đấy thôi biết đâu có gì thay đổi. Ờ nào bấm đi. Anh bấm từ nãy giờ mà. Em nhìn đi đâu. Nếu đúng thì chắc là 6 cái đèn kia nó là được chứ sao nữa. Bấm chưa? Bấm cả vòng rồi đấy. Chả có cái gì thay đổi. Nó chỉ có một cái la bàn thôi. Từ từ. Từ từ. Anh thấy rồi. Rồi. Em bấm lên cho anh này. Bấm lên cho em á. Anh biết rồi, nó còn một cái công tắc trên cùng nữa. Đã hiểu. Bây giờ cái này, một người đứng trên, người đứng dưới. Anh đi lên. Em đứng ở dưới, chỉ có dùng cái công tắc bấm xuống thôi. Đúng nhỉ? Bấm xuống. Xong ai bấm đến. Ủa, what the fuck? Em vào làm gì? Nhầm. Quên. Bấm xuống chứ sao? Bấm đi. Bấm rồi. Cứ đứng yên đi. Ok, vậy tất cả chỉ có đi lên thôi. Rồi bấm đi, bấm xuống đi. Nếu đứng trong này chỉ có bấm lên. Không bấm xuống. Chỗ này nó có 3 cái khóa cần phải ấy. Cần phải mở. Bấm xuống cho anh. Anh biết rồi, tại sao rồi. Bây giờ ai bấm lên cho ta? Em bấm xuống nhanh. Bấm rồi. Hoặc là em đi vào, xong em chạy ra nhá. Nhớ đi vào phát chạy luôn nhá. Chạy ra. Được. Rồi, ok. Ủa, may quá. Tức là phải có người vào, người đi ra. Rồi em lại đi ra. Để anh đi lên này. Xong bây giờ nhá là em sẽ đi lên cùng đấy. Hiểu chưa?
Em bấm xuống đi. Bây giờ là phải lên được trên kia. Em đi vào à? Em đi vào đi lên đúng rồi. Bấm đi lên xong nhảy ra được không? Được. Được đúng không? Có được không? Nhảy ra rồi đấy. Ok ok, hiểu. Đấy, thì chỉ có như thế thì anh mới lên được trên nóc này. Chuẩn bị bấm đi xuống nha, chuẩn bị nha, anh chưa nói bấm nha. Bấm xuống. Rồi. Sáng bốn đèn rồi nè. Xem đi vào à? Không, cái la bàn đi, xoay đi cái la bàn đi. La bàn ở đâu? Bây giờ mình đã gạt được 4 công tác rồi này. Cái la bàn đấy. Cái la bàn ở dưới này, cái hầm ấy. Cái mà tàu thủy á? Ừ đấy. Anh em cái phải la bàn, cái vô lăng. Em xoay. Xoay rồi. Cứ xoay tiếp thử đi. Chậm thôi. Cứ một cái một xoay à. Xoay đi. Có gì không? Ừ. Có xoay thì không? Con xoay rồi hết một vòng lâu rồi. Thế yeah. Thế thì chứng tỏ là không được. Còn công tác nào nữa? Thế là cũng người gọi. Bên dưới em có cái gì không nhỉ? Còn cái gì nhỉ? Xuống chưa? Xuống cho anh. Đợi tí. Trên này không à, còn. Lần này cứ phải đi lên đi xuống ấy. Hả? Tại vì anh phải mở những cái cầu dao ấy. Cảm giác đây là vòng cuối rồi. Đi ra ngoài trời rồi. Đúng không? Ừ. Nhưng mà từ từ chết rồi em đi vào. Bấm xuống đi. Thôi để anh vào, anh bấm xuống đi. Công tác gì đây ta? À, có thể là bên dưới cái chỗ, bên dưới nữa vẫn còn công tác. Ờ đúng rồi. Là đâu? Bây giờ mới lấy này. Tức là bên dưới cái chỗ này này, hiểu không? Bên dưới này vẫn còn công tác, khả năng là vẫn còn ở dưới, ở gần cái khu ở dưới núi lửa này. Hiểu không? Mình cần bật đến 2 công tắc nữa cơ mà. Ở đâu? Ở dưới cái nhà này okay. Bây giờ làm nào, bấm lên nhỉ? Bây giờ này nhá. Em có bấm được xuống không? Anh hỏi em bấm xuống không? Bấm xuống ở đây á? Ừ. Đây á? Ừ. Ừ. Hay là chạy vào đây này. Hai đứa cùng chạy nhưng mà một đứa nhảy ra này. Hay như nào nhỉ? Ở dưới này á? Ừ, anh đang bảo dưới này còn công tác nào đấy. Để anh xem có không đó. Nếu không thì nó chỉ còn mỗi cái dưới này là mình chưa khám phá thôi, chứ còn trên tất cả các ô anh bật hết rồi mà. Thêm nữa còn
chân nữa thì còn thế nào nhỉ? Ngoài cái la bàn này ra, cái la bàn này chắc chỉ để vặn đi. Em bấm vào đây đúng không? Đi ra đây. Anh bảo em bấm vào cái cục vuông này đúng không? Ừ. Chứ không phải là bấm trên này đúng không? Cục vuông là cái này. Cục vuông ở dưới này này. Nó chính ra nữa. Anh bấm đi cả. Vào là biết chứ sao mà phải tránh ra. Đây á. Nó có một cục vuông ấy nhìn không? Và khi mà đặt chuột vào nó có cái tương tác ấy đúng không? Ừ. Em bấm vào đấy đúng không? Anh đang hỏi. Cục tròn tròn này đúng không? Cái cục vuông bên dưới mà. Ủa, em không nhìn thấy cái cục vuông ở dưới à? Em chẳng nhìn thấy cục vuông nào. Em nhìn cho kỹ mà. Cục tròn ở bên trên, cái vô lăng là một cái riêng. Xong nó có một cái khoảng trống, xong đến một cái cục vuông. Có biết bấm không? Bấm được đúng không? Ừ. Đấy. Bấm vào đấy nó sẽ quay một vòng rồi anh sẽ lên trên lên kia anh kiểm tra xem đúng hay không. Giữ đi hả? Không phải giữ. Bấm một click. Em giữ thử xem là nó có hoạt động cái gì không là em hiểu mà. Nói chung là trên này bây giờ mình có đến 5 cái bóng rồi, à 4 cái bóng rồi. Còn 2 cái bóng nào đó nữa mình chưa bật được. Đấy. Bấm xuống cho anh nào. Thế bấm vào cái vuông đấy xong rồi giữ thả tay ra là nó sẽ lộn một vòng. Hiểu không? Hiểu. Anh có thấy thay đổi không? Bây giờ nha, anh đang trên nóc cái thang máy này, em có bấm được xuống cho anh không? Bấm rồi. Có bấm được không? Tức là nó không xuống đúng không? Không, nhảy vào thử nữa. Nếu nhảy vào nó sẽ xuống, đúng rồi. Nhảy vào đi, nhảy ra. Nói chậm quá. Nhảy vào mới biết nhảy ra chứ trời. Hai thằng đứng trên đấy là chết, không hiểu à? Em biết cái điều đấy làm gì? Vậy chứng tỏ là cũng không thể xuống được, bởi vì nếu xuống không có cách nào bấm lên. Thì có cái gì dưới đấy? Bởi vì bây giờ anh bật hết bên trên rồi, khả năng chỉ còn bên dưới. Hoặc không là phải ở cái la bàn này. Lên trên cái trên cùng đấy rồi em ấn la bàn xem có gì khác. Em giữ chặt nhá. Ừ đấy, xong nó thả ra như thế kia rồi. À ha.
Rồi, bấm xuống. Em bấm xuống. Đây. Ôi, có con rơi, có con rơi to lắm. Ở đâu? Con rơi to khủng khiếp luôn. Từ từ, hình sắp được rồi, sắp win rồi sao? Thế nha. Bật đèn lên rồi nè. Em vào ấn cho anh lên xong anh đi lên nữa. Vào ấn cho anh lên xong nhảy ra. Ôi vãi. Quên. Ơ, rơi mẹ đây rồi. Thôi rồi, để anh tự lên nha, xong bấm lại nha. Nói chung anh nhìn thấy một con rơi to khủng khiếp ở trên kia. Anh nhìn anh chằm chằm luôn đấy. Khả năng vừa nãy như bắt game, nếu như bây giờ mà đúng thì đáng nhẽ nó phải có 5 cái đèn sáng rồi. Vẫn là 4 cái đèn sáng. Rồi bấm xuống nhanh đi. Con trên như con quái vật ấy. Giống quái vật lắm ạ. Vừa nãy mình không nhìn thấy, sao bây giờ mình thấy nhỉ? Rồi, ấn gì? Rồi, em ấn lên xong em nhảy ra. Đúng chưa? Nói chung bây giờ là anh sẽ đi đánh cái con rơi sao rồi. Con rơi to lắm. Đấy. Bấm xuống cho anh. Vẫn thế. Có thấy gì đâu. Cái gì đấy? Mèo vậy. Hả? Em vẫn chưa. Cái mèo gì vậy? Rồi làm tương tự đi. Mỗi cái vô lăng này thôi, chắc chắn nó phải có cái gì. Chắc chắn là cái vô lăng phải dùng để làm gì. Nhìn thấy con rơi bên dưới rồi nè. Bấm xuống cho anh à. À, hoặc là bây giờ anh phải ăn con rơi bên trên trước. À, bấm rơi đi. À bấm lên đi. Bấm lên xong nhảy ra ấy hả? Ừ. Bấm xuống. Mà cái game của anh Quân chỉ là đánh nhau thế hết à? Anh cũng như vậy.
điện rồi này. Bấm lên cho anh nhá. Bấm lên rồi nhảy ra á? Nhảy ra thì báo anh. Berlin. Rồi. Berlin. Sao? Nó đi lên rồi anh nhảy hụt rồi. Bấm xuống đi. Em bấm rồi anh mới nói. Ủa? Em bấm lên xong em nhảy ra, em bảo em nhảy ra rồi thì báo đi. Nhưng lúc em bảo anh nhảy ra rồi thì em đã nhảy ra từ lâu rồi. Thì em phải nói chứ, trời. Tại anh đã nhảy ra chỗ này để cho cái thang máy nó đỡ bị rơi. Thì em nhảy ra, em bảo em nhảy rồi. Em bấm nhảy ra xong em không nói. Cái lúc anh nói câu đấy xong thì em đã nhảy ra mất rồi, một lúc rồi. Thì bây giờ biết rồi đấy, nào bấm đi, bấm xong nhảy ra. Bấm nó lên xong nhảy ra. Được rồi. Rồi bấm xuống đi. Mà vẫn sáng bốn cái đấy thôi. Không có gì thay đổi. Chắc là chắc chắn là phải dùng cái la bàn rồi. Cái la bàn nó phải thay đổi một cái gì đấy. Anh phải đứng ở đâu đấy để xem. Anh đang đứng ở chỗ này anh nhìn đây. Bây giờ em vặn đi. Chắc chắn là chỉ thay đổi cái khu bên này thôi. Có gì không? Không. Cứ xoắn đi, cứ xoắn là bàn đi. Giữ đi nha, em giữ. Có gì không? Không. Không có gì. Thả là bàn sao? Thả rồi. Xoắn thì sao? Cứ xoắn hết sức có thể đi, xong hãng thả. Thì vẫn rất là làm thế đấy. Phải làm gì nhỉ? Mấy cái hình vẽ trên tường. Từ từ xoắn. Bờ lên. Xoắn đi. Cái cửa nó mở ra mà. Trời. Ok. Từ từ nhá. Anh đi ra ngoài trời tuyết rồi này. Anh ra rồi đấy. Đâu? Ra hẳn ngoài trời tuyết đấy. Nhưng mà em lại bị khóa. Có vẻ như đây là kết game rồi. Em có đang xem cảnh anh đang ấy không? Có. Ừ, xem là thế rồi. Thằng này bỏ lại bạn của nó. Thế rồi á? Hết rồi em ạ. Amazing. Good job. Kiểu gì nhỉ? Phần này cũng bình thường lắm.